Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022. Ngay sau đây là nội dung chương trình. Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, huyện Nguyên Bình vừa tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề Giọt máu đào trao đời sự sống. Ngày hội đã thu hút trên 250 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia hiến máu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, khám sàng lọc nên ngày hiến máu diễn ra nhanh chóng và an toàn. Qua sàng lọc có 210 tình nguyện viên đủ điều kiện hiến máu. Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận được 101 đơn vị máu an toàn để cung cấp nguồn máu dự trữ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sẵn sàng phục vụ cho người bệnh. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nguyên Bình sẽ triển khai đợt 2 năm 2022 vào tháng 8 tới đây. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm đạt 250 đơn vị máu. Nhân dịp này, 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2017-2022 được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện. Một tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, đồn biên phòng Tà Lùng, Bộ đội biên phòng Cao Bằng vừa tiếp nhận 36 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Đại đội Quản lý Biên giới Long Châu, Trung Quốc trao trả. Trong thời gian vượt biên sang Trung Quốc, 36 công dân trên đã cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong số đó có 16 nữ, 20 nam, quê quán tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Lai Châu, Nam Định, Sơn La, Hà Tĩnh, Yên Bái, Quảng Ninh. Những công dân trên xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở trên tuyến biên giới các tỉnh phía Bắc. Do lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến nay và được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung tại Trung Quốc. Theo lời khai của các đối tượng, một số công dân nữ sang Trung Quốc lấy chồng nhiều năm. Các công dân còn lại, do dịch bệnh kéo dài, không có tiền chi tiêu cho gia đình, đã vượt biên trái phép để tìm việc hoặc lấy chồng. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với từng cá nhân. Với đặc thù là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, hàng năm vào mùa mưa bão thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tỉnh Cao Bằng luôn xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành. Bằng sự nỗ lực huy động các nguồn lực, tỉnh Cao Bằng đã triển khai các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về con người và tài sản khi thiên tai xảy ra trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác giám sát trực tiếp, toàn diện được tăng cường, đảm bảo việc thực hiện các dự án đạt hiệu quả thực chất hơn. Quan trọng là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Thạch An, cách trung tâm thành phố 30 km. Với điều kiện tự nhiên đồi núi dốc, địa hình chia cắt, phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Trên địa bàn còn có nhiều khe suối, nên vào mùa mưa lũ, hàng năm thường xảy ra tình trạng sạt lở đất tại một số thôn bản dân cư, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm thay đổi nhận thức của người dân, giúp họ nắm chắc các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai. Hàng năm, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp của huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn, rà soát, cảnh báo các khu dân cư sống tại các vùng ven sông, ven suối, vùng có nguy cơ sạt lở cao. Rà soát, đánh giá các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để tổ chức di dời đến nơi an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, huyện Thạch An đã xây dựng dự án ổn định dân cư thiên tai tại thôn Nậm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng. Đây là hai thôn có 100% đồng bào dân tộc Dao. Quy mô đầu tư 50 ha gồm các hạng mục, săn gạt, tạo mặt bằng khu tái định cư, hệ thống điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, do Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An làm chủ đầu tư. Công trình khởi công vào tháng 9 năm 2021 với tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương và các nguồn vốn lồng ghép khác để tái định cư cho 44 hộ dân vùng thiên tai. Hiện nay, dự án đã thực hiện giải ngân 10 tỷ đồng từ vốn dự phòng ngân sách trung ương, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hiện đơn vị thi công đã thực hiện san gạt 25% khối lượng đường giao thông, san gạt 80% khối lượng mặt bằng. Thì chúng ta đi vào thì gần như là đi vào cái vùng lõi của người dân rồi. Cái vùng lõi, cái điểm cuối của người dân rồi. Ta thấy rằng là điện chưa có, đường thì cơ bản, sau đầu tư thì là cơ bản là thế như vậy. Và trước đây có lẽ là nó cũng chưa được đảm bảo như vậy. Rồi nước thì chưa được đầu tư của nhà nước, có lẽ là nó cũng đang là không có nước, chưa có sóng điện thoại, rồi chưa có trường học. Cái này thì nó rất là cấp thiết và rất là cấp bách. Một cái nguồn vốn đầu tư trong một cái dự án này là khá lớn. Và báo cáo đồng chí là cũng được đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh trực tiếp khảo sát chỉ đạo và được các cơ quan của tỉnh phê duyệt thẩm định. Thì về cái việc tiến độ triển khai thì báo cáo đồng chí là chúng tôi cũng rất là ghi nhận và hoan nghênh cái kết quả triển khai cái dự án các cái hợp phần cho đến thời điểm hiện nay thì 10 tỷ thì các đồng chí chúng ta cũng đã triển khai đạt được cái kết quả rất là đáng mừng. Với mặt bằng rộng, địa hình bằng phẳng, giao thông tương đối thuận lợi, dự án ổn định dân cư thiên tai tại thôn Nạm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An được kỳ vọng giải quyết vấn đề cấp bách trong di dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Bên cạnh đó, tạo liên kết giao thương trong vùng và khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án đã bước sang năm thứ hai và cũng là năm cuối phê duyệt thực hiện. Nhưng nguồn vốn được cấp về hiện mới chỉ đáp ứng 1/4 nhu cầu. Các hạng mục cấp điện, cấp nước vẫn chưa được triển khai thực hiện. Khi mà chúng ta đã hoàn thành cái mặt bằng, giải phóng mặt bằng rồi thì có lẽ là bắt đầu từ đây thì chúng ta thực hiện cái việc người dân cam kết ra. Đấy nó cũng là một cái hình thức rồi trong quá trình lập dự án. Nhưng mà chúng ta phải chuyển thành cái đơn xin thực sự của người dân nữa. Thì cái đó thì nó mới sau này nó mới bổ sung cho cơ quan kiểm tra giám sát. Người ta vẫn còn mong muốn tức là khi nào có điện đến thì tôi mới ra, còn nếu chưa có điện đến thì tôi chưa ra. Thế thì ta nếu như mà cái kế hoạch ngân sách của năm 22 chưa được bố trí, thế thì sang năm tới thì ta bố trí vào lúc nào và cái công trình điện sinh hoạt sẽ được triển khai lúc nào, công trình nước triển khai lúc nào. Để ví dụ người dân chẳng coi là như thế thì chúng ta cũng thấy khó trong các vị chính quyền địa phương. Và cái dự án không được đầu tư liên tục thì báo cáo đồng chí là hạ tầng nó cũng sẽ hỏng, mặt đường nó cũng sẽ hỏng, người cống rãnh người dân nó cũng sẽ hỏng, rồi người dân thì càng ngày là như thế, người ta chưa di chuyển ra, người ta vẫn tiếp tục đầu tư cái vị trí đang ở. Đấy, ví dụ như là nhà sắp hỏng rồi thì bây giờ là có khi là chờ nhà nước lâu quá để làm tại chỗ thôi, thì đầu tư vừa năm nay thì sắp tới ta cho chuyển ra thì cũng lại đầu tư một cái mức nữa chẳng hạn như thế. Nên cũng cần phải có cái kế hoạch ngay trong cái lúc này để bố trí người dân lại. Đấy cũng là một cái mà chúng ta tổ chức cái hợp phần để nó thành công cái dự án. Bố trí được dân mới thành công cái dự án. Khát vốn cũng đang là tình trạng chung của nhiều địa phương trong kế hoạch ổn định dân cư, vùng bị ảnh hưởng thiên tai sạt lở. Tại huyện Bảo Lạc, dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại xóm Cốc Hòa, xóm Riền Thượng, xã Hưng Đạo được phê duyệt với tổng mức 30 tỷ đồng, bố trí tái định cư cho 25 hộ dân xóm Cốc Hòa và 10 hộ xóm Riền Thượng. Tuy nhiên, cho đến nay mới giải ngân xong 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do điều kiện địa hình, thi công không thuận lợi, nên hiện nay dự án mới hoàn thành 50% khối lượng san gạt, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Trước những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đúc rút từ bài học đi trước của các dự án đắp chiếu không phát huy hiệu quả, nhiều giải pháp, kiến nghị được các ngành chức năng đưa ra trong chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh về vấn đề này. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ người dân di chuyển nhà về nơi ở mới được các đại biểu đề xuất. Cái lo nhất của chúng tôi, một là dự án được phê duyệt rồi. Tất nhiên là dự án nào cũng cấp thiết, nhưng mà chúng ta ít tiền, thì ít chúng ta phải tính đến là cái cấp bách nhất, thứ ưu tiên. Do vậy là chúng ta phải tính toán. Ví dụ chúng tôi năm 2018 chúng tôi rà soát là 20 dự án tái định cư thì có đề xuất với tỉnh là mạnh dạn bỏ đi 12 dự án thì không hiệu quả và một số dự án không thực hiện được, do bằng nhân dân khách quan chủ quan, đó là không có dân đến, rồi là địa hình phức tạp hơn, không đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu hoàn chỉnh
dự án đó, khoảng 8 dự án thôi. Đối với lĩnh vực khác, đó là nhân dân vùng thiên tai sở vân vân, tổ cơ sở ngành khác kết quả gì. Nhưng mà xu hướng tới sẽ đưa những cái dự án hay này. Qua quá trình theo dõi và hôm nay trực tiếp khi em làm việc và xem dự án này, tôi có một số ý kiến cảm nhận của chúng. Một là về điều kiện dân cư, nhu cầu cấp bách, tôi đem là đáp ứng được. Đáp ứng ở chỗ là hiện nay chúng ta có 44 hộ và đều nằm giải đáp ở trên các sườn và có nguy cơ sạt lở. Theo như báo cáo và trực tiếp hôm nay chúng ta đã thấy như là sương nó mù một chút nhìn không rõ, nhìn cái hình như vậy và nhìn cái tốc độ và địa hình địa chất như vậy, cái nguy cơ sạt lở rất cao. Tôi cho rằng là cấp bách tiếp tục đầu tư. Chúng ta đã đầu tư rồi, tuy rằng là lưu ý tôi là lưu ý với huyện một chút nữa. Một là hiện nay chúng ta chỉ xem được phần nổi thôi, một phần lớn của trong dự án thôi, đó là đầu tư hạ tầng. Thì trong cái còn một phần nữa là một phần để đảm bảo cái dự án đầy đủ, đó là cái còn cái phần hỗ trợ cho dân di về nữa. Chắc cái này các đồng chí chưa báo cáo, nếu có thì chỉ báo cáo rõ thêm để nó đáp ứng được cái dự án nó hoàn chỉnh, bắt đầu từ chuẩn bị cơ sở hạ tầng đến lúc đó dân về ổn định ở nơi đó. Điểm khác biệt lớn nhất của các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai so với các dự án khác là tính cấp bách trong quá trình triển khai. Do đó, thời gian phê duyệt thực hiện dự án thường không quá 2 năm, điều này đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bên cạnh việc thiếu vốn, thiếu quỹ đất để bố trí tái định cư cũng khiến nhiều địa phương lúng túng trong việc bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai. Đầu tư tập trung, tránh giàn trải, ưu tiên các hạng mục cần thiết là những giải pháp trọng tâm, tháo gỡ cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Hiện nay, ví dụ như tôi theo dõi 8 dự án hiện nay có trở ra, vẫn chưa kết thúc được dự án. Cần phải tập trung, và đây là cũng là một ý kiến của nhân dân, ý kiến của đại biểu hội đồng cấp tỉnh. Cũng khi mà có ý kiến bất kỳ họ cũng rất là băn khoăn, các dự án tại sao cứ phải là ngành không có dự án nào hoàn thành. Đấy, cái đó là cũng tôi cho rằng cũng trong vốn thôi, vốn cũng đáp ứng được, thì không chúng ta không giải quyết được vấn đề đó. Nhưng dự án này cấp bách như thế, theo tôi là tiếp tục phải đầu tư. Mà vừa rồi tỉnh đã phê duyệt là chỉ giai đoạn 2021-2022 thôi. 2021 thì có 10 tỷ, và 2022 hiện nay chưa có 4 năm, chưa có cấp 4. Nhưng để giải quyết vấn đề này thì theo tôi là một là phải năm nay là phải mình đất. Mà chắc chắn năm nay phải có vốn rồi. Vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chắc chắn là có. Rồi là huyện nghèo, rồi là nông thôn mới là cũng sẽ có, và cũng phải lồng ghép, tôi cho rằng phải lồng ghép vào thực hiện thì mong rằng mình mới hoàn chỉnh được. Với phương diện của chúng tôi thì rất đồng tình khi mà có vốn về cũng sẽ quan tâm những quê. Trong các hiện nay chúng tôi có list danh sách các dự án của toàn tỉnh sẽ quan tâm, sẽ ưu tiên đề xuất với lãnh đạo ủy ban tỉnh đề xuất ưu tiên tập trung cho để các đồng chí hoàn thành, tránh tình trạng kéo dài. Thông qua hình thức giám sát trực tiếp tại cơ sở, lắng nghe trực tiếp ý kiến, nguyện vọng của người dân và cử tri địa phương, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đã có cái nhìn tổng quát, thực tế về tình hình thực hiện các dự án bố trí dân cư, vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp trước mắt để các địa phương, đơn vị thi công, đầu tư dự án, tháo gỡ những khó khăn, bất cập. Tôi cũng đề nghị về mặt trận Tổ quốc, các ngành ở địa phương, Hội đồng Nhân dân thì các đồng chí tiếp tục thực hiện cái công tác giám sát, tuyên truyền người dân. Ta giám sát ở đây, giám sát khảo sát ở đây là không làm khó chính quyền, không làm khó cho các cái cơ quan, mà ta giám sát ở đây để ta đi vào trong dân, để ta nắm được cái tâm tư, cái nguyện vọng của người dân, để ta giải thích cho người dân, để người dân đồng hành với dự án. Nhất là các đồng chí tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt, vận động nhân dân để mà tới này xong là phải cam kết để vào ở, để vào được ở ấy thì
đối với lại xã, đối với huyện cũng phải xem xét lại phần đơn này, cam kết này, các thứ hết. Sau đó huyện có thể là xem xét bổ sung lại thêm một cái gói hoặc là làm một thêm một cái gói nữa là phải hỗ trợ. Nên là huyện sẽ phải bổ sung cái phần này. Thì nếu mà chúng ta cho mặt bằng rồi nhưng mà bảo không hỗ trợ về di chuyển về về nhà ở thì cũng khó mà vận động bà con vào. Và đề nghị chú huyện ấy sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện bố trí thêm vốn để hoàn thành các hạng mục đã được phê duyệt. Tuy nhiên thì cũng phải, chúng ta cũng phải xem xét lại những cái hạng mục nào cảm thấy là không cần thiết quá thì chúng ta cũng phải cắt bớt đi. Cùng với việc thực hiện những giải pháp trước mắt như tiếp tục tổ chức di rời, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, nhất là vùng sạt lở đất tại các địa phương khu vực miền núi. Trong đó, tập trung thực hiện bố trí sắp xếp dân cư ngay tại địa bàn xã, xóm để tránh xáo trộn về đời sống, sản xuất, hình thành các điểm dân cư theo tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, mở rộng các khu dân cư đã có, ưu tiên bố trí xen ghép, bố trí tập trung, hạn chế san ủi mặt bằng, làm mất chân núi, gây sạt lở đất. Các đại biểu dân cử cũng đề nghị các địa phương cần hoạch định những chính sách, kế hoạch trong dài hạn. Trong đó, nghiên cứu thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sắp xếp lại dân cư, lồng ghép các kế hoạch, biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ đó tạo tiền đề để thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc miền núi trên địa bàn. Chuyển sang mục điểm báo, nhằm giảm tải áp lực công việc cho đội ngũ nhân viên y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch COVID-19 bằng cách luân phiên ca làm việc. Bố trí làm việc 5 ca 8 tiếng hoặc 4 ca 10 tiếng mỗi tuần, nếu làm việc 12 tiếng một ngày thì sắp xếp nhiều ngày nghỉ xen kẽ, sắp xếp thời gian làm việc ngắn hơn vào ban đêm, tổ chức đổi ca luân phiên theo chiều thuận, cân nhắc đến nguyện vọng của nhân viên y tế, điều kiện địa phương và cơ sở y tế, xây dựng chính sách về thời gian, làm việc và nghỉ ngơi phù hợp, bố trí nghỉ giải lao ngắn giữa giờ, thời gian nghỉ ăn trưa và tối dài hơn. Trường hợp làm việc tối thiểu 10 giờ liên tục mỗi ngày, phải bố trí 7 đến 8 giờ để ngủ và sau 14 ngày làm việc liên tục, cần được nghỉ 48 giờ. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và một số vụ cục của Bộ về việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Bộ Y tế cho biết thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động thanh kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sử dụng trong phòng điều trị COVID như thuốc, thực phẩm chức năng, khẩu trang, nước sát khuẩn, trang thiết bị y tế. Để chủ động và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ Y tế, cũng như công tác phối hợp với bộ ngành liên quan, kiểm soát những vấn đề phức tạp phát sinh trong việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nêu trên, đặc biệt là việc mua bán các loại thuốc điều trị COVID-19, các mặt hàng có nhu cầu nhiều trong phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, cũng như đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định. Giám sát chặt chẽ diễn biến thông tin thị trường đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý đang sản xuất, kinh doanh, sử dụng phòng chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến nhằm trục lợi và có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện những bất cập sai phạm không thuộc phạm vi quản lý hoặc có những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải chuyển ngay thông tin và các tài liệu liên quan cho các cơ quan chức năng biết và phối hợp xử lý. Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022, trong đó năm nay Việt Nam có đến 7 đại diện. Đây là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách này. Các đại diện này gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn. Trừ ông Vượng, các tỷ phú còn lại đều có tài sản tương đương hoặc tăng so với năm 2021. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn xuất hiện trong danh sách của Forbes với 2,9 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 1.053 trên thế giới. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng lần thứ 10 góp mặt với tài sản 6,2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 414 trên thế giới. Ông được Forbes vinh danh lần đầu vào năm 2013 với 1,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 974. Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cũng lần thứ 6 có tên trong danh sách với tài sản 3,1 tỷ đô la Mỹ.
Bà Thảo hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HD Bank, Phó Chủ tịch và CEO hãng hàng không Vietjet Air. Ông Trần Bá Dương được đưa vào danh sách của Forbes từ năm 2018, hiện sở hữu 1,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương năm 2021. Công ty ô tô Trường Hải Thaco do ông Dương thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài như Kia, Mazda, Peugeot và sản xuất xe buýt, xe tải thương hiệu Việt. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank lần thứ tư góp mặt trong danh sách này, tài sản của ông năm nay tăng lên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang xuất hiện trong danh sách năm thứ hai liên tiếp với 1,9 tỷ đô la Mỹ. Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS bị bắt với cáo buộc giúp sức anh trai thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Trịnh Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Bà Nga cũng là em gái ruột của ông Quyết. Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Quy định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Đến nay đã có hai em gái của ông Quyết bị bắt trong vụ án này. Ngày 4 tháng 4, bà Trịnh Thị Minh Huế, thành viên ban kế toán tập đoàn FLC, em gái ruột của ông Quyết cũng bị khởi tố bắt tạm giam. Đây là những diễn biến mới trong vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra trong ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước đó, vào tháng 1 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, đã bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tháng 1, nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định. Hành vi bán chui cổ phiếu của Chủ tịch Tập đoàn FLC gây rúng động dư luận và làm chao đảo thị trường chứng khoán. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 48 NQCP về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Theo đó, thì phấn đấu giảm ít nhất 50% thương vong do tai nạn giao thông vào năm 2030. Đây là con số trong một con số hôm nay. Nghị quyết nêu rõ, để tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số người thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5 đến 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tiến tới xây dựng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả cùng theo dõi chế độ dinh dưỡng cho F0 ở từng thể bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo thống kê phân loại về số người nhiễm COVID-19, có khoảng 80% người mắc COVID-19 F0 không có triệu chứng, 20% còn lại là F0 có triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hay F0 có triệu chứng, F0 kèm theo có bệnh lý nền, cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt theo từng đối tượng, giúp tăng cường sức đề kháng, mau chóng phục hồi, đề phòng cơ thể suy kiệt dẫn tới suy dinh dưỡng, thậm chí có thể tử vong. Sau đây là những hướng dẫn của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Chế độ ăn dành cho F0 không có triệu chứng. Với những người này, chế độ ăn như người khỏe mạnh bình thường. Cụ thể, ăn đủ nhu cầu, ăn đa dạng và phối hợp từ 15 đến 20 loại thực phẩm, thay đổi thường xuyên các loại thực phẩm trong ngày. Khẩu phần ăn hàng ngày cần có sự phối hợp ở tỷ lệ cân đối giữa nguồn chất đạm động vật và thực vật như thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, hải sản, đậu đỗ, cũng như chất béo động vật và thực vật. Nên sử dụng các loại chất béo có nguồn gốc từ cá, các loại đậu đỗ, dầu thực vật, hạn chế các chất béo từ các thịt gia cầm như gà, vịt, thịt động vật như lợn, bò. Nên sử dụng chất đạm đa dạng từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau và ngay cả trong một nguồn thực phẩm động vật hoặc thực vật. Hạn chế các loại thịt đỏ 70-80g một ngày trên một người, chẳng hạn như bò, heo, cừu. Tăng cường ăn thực phẩm lành mạnh như cá, hải sản, trứng, sữa và các chế phẩm của sữa, thịt gia cầm, các loại đậu đỏ, đậu tương và sản phẩm từ đậu tương. Với người trưởng thành, nên ăn chất đạm động vật theo tỷ lệ khoảng 30% đến 50% tổng số chất đạm, tỷ lệ lipid động vật trên lipid tổng số là dưới 60%.
Tuổi càng cao thì nên ăn lượng protein từ động vật vừa phải, cần bổ sung lượng protein hợp lý theo tỷ lệ là 1/3 đạm động vật và 2/3 đạm thực vật. Ví dụ, một nam thanh niên 19 tuổi, nhu cầu protein là 71g mỗi ngày thì cần ăn các thực phẩm giàu chất đạm là 100g thịt lợn, cá chép 150g, lạc 50g và 50g đậu tương một ngày. Như vậy, tỷ lệ protein động vật so với protein tổng số là 56,8%. Với trẻ nhỏ, nguồn đạm động vật cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển. Do đó, lượng protein nên theo tỷ lệ là 2/3 đạm động vật và 1/3 đạm thực vật trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Tăng cường sử dụng rau xanh và hoa quả trong bữa ăn hàng ngày, bởi rau xanh cung cấp các vitamin và khoáng chất chống oxy hóa. Các vitamin A, C, D, E và chất khoáng như sắt, kẽm có vai trò trong chống viêm, chống nhiễm trùng, nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Nhu cầu rau xanh là 300-400g một người mỗi ngày và quả chín 200-300g. Cách chế biến bữa ăn cũng là một điều đáng quan tâm. Khi chế biến bữa ăn, nên dùng thêm các loại gia vị như hành, tỏi, sả, gừng vì ngoài vitamin và khoáng chất, chúng còn có chất khoáng sinh thực vật, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau khi chế biến. Thực hiện ăn chín, uống sôi, ăn ngay sau khi thức ăn vừa nấu. Bổ sung nước thường xuyên. Với người trưởng thành, cần bổ sung từ 1,6 đến 2,4 lít nước một người mỗi ngày, tương đương 8 đến 10 ly thủy tinh. Ngoài việc đảm bảo nhu cầu nước hàng ngày, một số ít người F0 có thể có diễn biến như ho, sốt, viêm phổi dẫn đến bị mất nước và một số chất điện giải như natri, kali. Vì thế, tăng cường bổ sung nước để bù lại lượng nước đã mất giúp cho cơ thể mau phục hồi là rất cần thiết. Việc lựa chọn nước uống để bổ sung thêm là các loại nước như orezon, nước dừa, sinh tố hoa quả, nước chanh, nước cam, nước bưởi ép, nước xoài, rau má. Ngoài cung cấp nước, chúng còn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Không nên sử dụng rượu bia vì khó cho việc theo dõi diễn biến của bệnh. Hạn chế sử dụng các loại nước ngọt và các loại nước có ga. Đối với chế độ ăn dành cho F0 có triệu chứng nhẹ như sốt, ho và mất khứu giác. Người nhiễm COVID-19 có triệu chứng từ mức độ nhẹ cần phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để tránh tình trạng thiếu dinh dưỡng dẫn tới cơ thể bị suy kiệt, suy dinh dưỡng. Đặc biệt, chú ý đến người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con bú. Cần thực hiện ăn đủ nhu cầu, ăn đa dạng, cân đối các chất dinh dưỡng, số bữa ăn từ 3 bữa đến 5 bữa một ngày. Ngoài chế độ dinh dưỡng tốt, cần tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với sức khỏe, môi trường, các hoạt động thể lực như tập thở, đi bộ hoặc chạy tại chỗ, phẩy tay, tập yoga. Thời gian khoảng 45-60 phút mỗi ngày với 2 lần tập một ngày. Do yếu tố tinh thần và dấu hiệu của nhiễm COVID-19 mà người bệnh thường mệt mỏi, chán ăn, ăn không ngon, do đó cần ăn nhiều bữa trong ngày, khoảng 5 bữa một ngày, không ăn quá no, có thể gây khó thở. Triệu chứng này dễ nhầm lẫn với diễn biến của bệnh, cho nên cần theo dõi và xác định đúng hiện tượng. Cách chế biến món ăn dành cho F0 có triệu chứng nhẹ. Các món ăn chế biến ở dạng mềm, thái nhỏ, hầm kỹ để dễ tiêu hóa và hấp thu. Nên ăn các món luộc, hấp, nấu thay cho các món ăn chiên, rán, nướng vì khó tiêu hóa. Thay đổi món ăn thường xuyên, tránh đơn điệu để bữa ăn sẽ ngon hơn. Tăng cường bổ sung sữa và các sản phẩm của sữa 2 cốc một ngày, đặc biệt là sữa năng lượng cao. Nếu ăn kém hoặc kém tiêu hóa thì cần bổ sung thêm probiotic mỗi ngày 2 lần. Đồng thời, bổ sung thêm vitamin và khoáng chất, giúp người bệnh có cảm giác đói, thêm ăn, ăn ngon hơn, giúp cơ thể mau bình phục hơn. Chế độ ăn dành cho F0 kèm theo bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, thừa cân béo phì. Ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị bệnh của bác sĩ, chế độ ăn bệnh lý giúp hạn chế và đẩy lùi tình trạng diễn biến của bệnh. Nếu không thực hiện đúng và nghiêm ngặt chế độ ăn bệnh lý, việc sử dụng thuốc điều trị sẽ kém hiệu quả. Mỗi một bệnh nền sẽ có chế độ dinh dưỡng khác nhau, do vậy người bệnh cần thực hiện theo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng. Chẳng hạn, người bệnh đái tháo đường thì lựa chọn và sử dụng theo chỉ số đường huyết của thực phẩm. F0 có bệnh lý tăng huyết áp cần hạn chế sử dụng muối theo các mức độ khác nhau như chế độ ăn nhạt 400-700mg natri mỗi ngày mỗi người, tương đương với khoảng 1-2g muối. Chế độ ăn nhạt vừa 800-1200mg natri một ngày mỗi người, tương đương với khoảng 2-3g muối mỗi ngày. Chế độ ăn nhạt hoàn toàn 200-300mg natri mỗi ngày mỗi người và lượng natri này đã có đủ trong thực phẩm bữa ăn. Chế độ ăn dành cho F0 có triệu chứng nặng. Đối với F0 cần điều trị tại các cơ sở bệnh viện, chế độ dinh dưỡng hoàn toàn phụ thuộc mức độ của triệu chứng để thực hiện chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho phù hợp và theo chế độ ăn điều trị của bệnh viện. Nếu F0 tỉnh táo thì có thể chủ động ăn uống. F0 có rối loạn ý thức và không tự ăn thì chế độ ăn uống được thực hiện qua ống sông dạ dày hoặc dinh dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch.
Người nhiễm COVID-19 có triệu chứng từ mức độ nhẹ cần phải quan tâm chế độ dinh dưỡng để tránh tình trạng thiếu dinh dưỡng dẫn tới cơ thể bị suy kiệt, suy dinh dưỡng. Đặc biệt chú ý đến người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú. Cần thực hiện đủ nhu cầu, ăn đa dạng, cân đối các chất dinh dưỡng, số bữa từ 3 đến 5 bữa một ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.